em ơi. Thế là mình vừa đáp máy bay xuống đây. Bãi biển, biển đẹp thật là đẹp. Em à, tại sao đi biển mà em đem nhiều đồ quá vậy? Trời ơi, em phải thay mười mấy cái bộ bikini chứ. Trời ơi, là ngày hôm nay sẽ chụp cho em rất là nhiều bộ ảnh. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mình già quá, ba cái này từ từ đi tới bãi biển người ta sẽ bán, em hiểu không? Mình quăng bớt đi đó. Đúng rồi. Để mà nó bị nhẹ tay, thấy không? Cái dạ. Này dục luôn đi. Dục đi. Dục đi. Anh mua cho em cái khác mà lo cái gì. Cái ba ly này mình đá nó luôn đi anh. Ê, ba ly tiền. Ủa, tiền dục đó hả? Tiền trong đây, mình không được dục tiền, hiểu không? Ồ. Mình chỉ dục cái đồ không cần thiết thôi. Dạ. Anh đừng dục em nha. Rồi. Đừng đi. Ôi, tới biển rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới biển rồi. Ủa, Kiệt ơi, Kiệt, em đâu rồi Kiệt? Dạ, dạ, em đây. Trời ơi, làm cái gì lâu thế em? Trời ơi, em đứng em gửi xe ông Đam. Anh nói rồi, bây giờ em khỏi gửi xe, em để đại chỗ nào đi đó tốn tiền gửi xe. Ha, em quên, bây giờ mình chạy. Vậy em đi ra em lấy xe ra ngoài. Thôi, được rồi, giờ ra mất công nữa. Tụi em ơi, ở đây là cái bãi biển dành cho người sang trọng, tụi em hiểu không? Ở đây là bãi biển mà ai muốn tới tắm chẳng tắm được. Không, đây là bãi biển tắm tiên, chỉ tiên được tắm thôi. Đi qua anh kia chơi. À, anh là ai mà nói chuyện mất lịch sự? Anh thấy bình thường thôi, tại vì anh là dân du lịch đó. Dân du lịch là phải sang trọng, phải chỉnh chẹ, phải đẹp như vậy. Còn tụi em quần thì rách, áo thì te tua, đồ thì không có điểm nhấn gì hết trơn hết trời. Mặt thì cũng đẹp. Đó. Đẹp mà anh. Đâu để em coi cái mặt đẹp quá trời luôn. Qua đây. Đó, anh coi đi, anh sang trọng quá, bạn gái anh xếp qua tụi em liền, anh em. Thấy không? Hả? Tụi em thấy chưa? Đâu có đâu, người ta tự nhiên ngã bóng thôi. À, ngã bóng hả? Em nói cho anh chị nghe nha. Mình đi du lịch là mình để giải trí, miễn sao thấy thoải mái là được. Tới đây là tụi em mới phong cách du lịch phượt. Tụi em được ngắm đường, ngắm cảnh, thấy cảnh nó đẹp, tụi em đứng lại. Bọn anh đi máy bay, thấy cảnh nó đẹp, có ra đứng lại không? Đúng rồi, anh siêu phí với mình được không? Ai mua dừa giùm em à? Dừa em à, trứng ngon ngon à, trứng ngon ngon, rất ngọt à. Dừa em à, mới à, trồng mà uống một lần mát ngay à. Ai mua dừa giùm à, em uống một lần là mát luôn. Thôi đi du lịch khác đi. Đúng rồi đó. Ủa sao vậy của anh chị ơi? Ủa chị là ai vậy? Dạ xin tự giới thiệu, em là chủ quán nước dừa. Chủ quán nước dừa? Dạ mấy anh chị đó vô ngay địa phận của quán em mà không hề hỏi han hay kêu một trái dừa nào cả. Mạnh ai nấy cự lộn là sao? Em không có thấy chị đứng ở đó nên không biết. Dạ, nãy giờ em bận lo hái dừa. À chị hái dừa hả? Dạ. Một trái dừa nhiêu vậy chị? Dạ 150. Anh nuốt luôn đi. Nè nuốt luôn đi. Qua đây, vô đây tụi em mua. Tụi em mua cho chị. Ủa sao bên này bất lịch sự quá vậy? Anh ơi, du lịch mà chỗ nào cũng vậy thôi. Dừa kia bán 25.000 trái mà bán 150. Trời ơi, 150 mà cũng tính toán. Qua đây tụi em. Để vô lấy cho tụi em một buồng dừa. Một buồng dừa. Buồng bao nhiêu? Một buồng dừa, thực ra một buồng dừa em tính anh 150 một buồng luôn. Đấy, đó. Ở hiền gặp lành anh ơi. Sao anh ấy kỳ quá vậy? Tại vì tôi không ưa, lý do gì sao? Tôi thấy du lịch quá mất vệ sinh ha, rồi không có ý thức du lịch, không có văn hóa du lịch. Tới cái nơi du lịch mà muốn quăng đâu thì quăng, xả đâu thì xả ha, rồi ăn nói lớn tiếng, tôi không thích, xin lỗi à. Có giảm giá cho tụi em không? Cho luôn, hai đứa không biết. Trời ơi, đã quá, đã quá. Trời ơi. Dạ. Không, mình phải có văn hóa. Dạ đúng mình rồi. Mình du lịch mình cũng văn hóa, chứng tỏ mình là người có ý thức. Em biết rồi, em lụm rác lên rồi nè. Lụm rác lên rồi phải không? Dễ thương quá, thôi cho tao uống nước dừa đi. Bây giờ đã đến đây rồi thì phải biết đây là đâu. Ừ. Xin tự giới thiệu. Đây là quán nước dừa. À đúng rồi. Và ngày hôm nay hai khách mời của quán em đó chính là ca sĩ Hot Boy đẹp trai Duyên Tuấn Kiệt và ca sĩ diễn viên Gia Gia Trương Nhi. Và đây là hai đội trưởng của chúng tôi, Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Phong Khoa. Các bạn hãy chọn đi. Chị tôi bấm là chọn luôn rồi đó. À là đứng đâu là mình chọn đó đó. Đứng đâu rồi. Đấy rồi. Thành bại do bạn chọn đó. Rồi, có đội bây rồi. Bây giờ chọn tên đi. Chọn tên đi. Sáng sủa hả? Sáng sủa. Bên này sáng, sang sảng. Thành bại tại bạn chọn, ai sẽ chọn chơi trước? Tụi tôi. Mời. Em lên đi. Xin mời. Bên này. Dây ghi nhớ bắt đầu. Cơ mặt chị Nhi căng thẳng quá giờ. Mặt dây và chị Nhi đang rất là căng thẳng. Có thể ghi nhớ được những dữ liệu này truyền đạt về cho đội bạn mình. Hết giờ. Thả Lâm. Tôi đây. Qua liền em. Đây là giây phút quan trọng đó. Nói đi. Dạ. 30 giây chị đạt bắt đầu. Nói luôn hả? Ờ đừng có nói. Đi ăn. Không phải. Đi ăn mày nói nhưng mà tôi khổ quá. Gọi tôi đặc biệt. Sao anh? Cái gì? Hả? Ăn nhưng mà không bao giờ
anh nhìn em nè, em hài hước không? Anh nhìn em nè. Xong rồi anh nói anh muốn hài hước cưới. Nhưng mà nói tiếng anh cưới. Nó ồn quá. Vậy anh nói cái gì? Em ơi, em đừng có hôn anh. Cái ăn vợ. Bây giờ em lại không? Nhưng mà tôi ngủ quá. Em báo ăn nhưng mà anh không vui. Hết chưa? Trời ơi, chưa bao giờ có một khách mời vì phá người ta mà hôn luôn. Sử dụng nụ hôn để làm phân tâm luôn. Có vẻ như là Lâm đang nhớ nụ hôn của Kim nhiều hơn là những gì Gia Gia Trinh Nhi nói. Hôn đấm say. 30 giây bắt đầu. Trời ơi. Chào chào nụ hôn đấm say. Không nhớ gì luôn. Trời ơi, anh trời anh ơi. Anh nhớ lại không? Trời ơi. Anh Lâm, anh nhìn lại anh nhớ lại không? Im đi. Liệu nụ hôn đó có phải nụ hôn thần chết không? À, cố lên! Hết giờ, nãy nghe được gì không? À, nghe được là đi ăn phở. Xong rồi cái kêu tô phở. Rồi nhỏ quá ăn không được, ăn tô lớn hơn. Rồi hung cái quên mất trí nhớ. Cái không nhớ gì luôn. Rồi nếu mà mặt ông Khoa hung thì sao? Nhớ hả? Mặt ông Khoa lên hung lại một cái cho sẵn liền. Thôi sẵn liền. Xin một máy cho kết quả. Rồi đầu tiên là kêu tô phở. Em bé. Tô em bé. À đúng rồi. Tiếp theo. Tô đặc biệt. Yeah. À đúng rồi. Không rồi, Gia Trinh Nhi hỏi là tôi hài hước không? Không lẽ nó không thì nó cũng kỳ. Hiếu ở trên tí. Trời, hiểu luôn. Còn cái câu bao ăn thôi. Trời ơi. Cho ăn không bao ăn. Kính thưa quý vị, chưa bao giờ Lê Dương Bảo Lâm dừng ở con số 2. Vậy mà ngày hôm nay chỉ vì một nụ hôn của Kim Tuấn Kiệt. Đừng bao giờ mời Kim Tuấn Kiệt nữa nha. Mời nó nữa nha. Kén ghê. Ủa, không đổi đời luôn. Ủa nha. Đây đúng là nụ hôn thần chết. Trời ơi, tới bây giờ vẫn còn vấn lộn. Thấy ghê chứ. Em thấy là sai cái câu thứ 3 rồi, là câu thứ 4 sẽ hư. Thôi, không đổi đời. Mình thả thôi nha. Vòng 1 coi. Còn rất là nhiều vòng. Đội sáng sủa, ai là người lên đây? Kim Tuấn Kiệt. Chắc để em. Dây ghi nhớ bắt đầu. Học khá gì luôn. Nghe đẹp trai quá kìa. Nhớ đi, từ từ tập trung thôi. Tập trung từng cái. Cũng vậy à. Người ta về đi để cho người ta nhớ. Trời ơi vậy đó hả? Đồng đội với tôi gì kìa vậy? Chương trình đi, cho miếng giờ nữa đi. Thả khoan ra. Ủa chị đi đâu qua đây vậy? Chị đi chợ. Cứ để họ làm những gì họ muốn làm. Ok anh. Là anh em mình làm những gì anh em mình làm. 30 giây chuyện đàn bắt đầu. Đây nè. Bắt đầu chưa? Chưa. Không phải xương sáo, xương sa hạt lựu. Con rồng. Nhiều nước. Nước chiếc lá. Cố nhớ mặt sống. Không phải xương sáo, xương sa hạt lựu. Con rồng. Nhiều nước. Nước chiếc lá. Cố nhớ mặt sống. Sao vậy? Không sao, không sao. Nhiều nước, nước chiếc lá. Hết giờ. Nãy giờ Gin nói gì? Gì vậy Khoa? Sao mà mất bình tĩnh vậy em? Mình chơi game thôi mà. Ủa, mình bắt đầu đi. 30 giây bắt đầu. Sao á, tập trung cao độ luôn á. Trời ơi. Tiếng luôn á, đúng rồi đó. Tôi đứng đây tôi biết hết gì vậy? Nhắc vợ. Bậy luôn, trời em luôn. Rồi luôn. Rồi, hết giờ. Kể chị nghe coi, những gì em nghe được là gì? Kiệt đi ăn xương sa, xương sáo. Kêu thêm xương sa hột lựu, giọt xương trên màng nhện. Giọt xương như chiếc lá. Thật sự là những giọt xương đó kế bên một cây xương rồng. Rồi. Thôi, tới đây thôi, được rồi. Thôi được rồi, con rồng con rắn gì ở đây nhá. Chứ là em nhớ chắc chắn rồi đó. Rồi xin vào máy cho kết quả. Không phải xương sáo nha. Rồi không phải xương sáo nha. À đúng rồi. Mà là xương sa hồn lựu. Xương sa hồn lựu. À đúng luôn. Giọt xương trên mí mắt là giọt xương trên mắt. Con rồng chứ. Bên kia cũng đang 2 điểm. Nếu mình không đổi đời thì mình bằng điểm người ta. Em muốn đổi đời chứ. Em muốn. Cơ hội đổi đời bắt đầu. Chuẩn luôn.
con rồng. Giọt sương trên mi mắt. Yeah. Đúng rồi. Giọt sương trên chiếc lá. Vậy nó có hai cái giọt sương làm nãy giờ em bấn loạn. Đúng rồi.